Thưa quý vị, là những năm gần đây, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP được người tiêu dùng thủ đô và cả nước tin dùng bởi chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng và giá thành phải chăng. Nắm được xu hướng tiêu dùng cuối năm, ngay từ bây giờ các doanh nghiệp cũng như là các chủ thể có sản phẩm OCOP đã bắt đầu chủ động có kế hoạch tích cực sản xuất để đảm bảo sản lượng cho những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán năm 2024. Đến với tuần hàng tư vấn giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề nông sản thực phẩm năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội, chị Hương đã đem đến sản phẩm chè Thái Nguyên hữu cơ đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Chị Hương chia sẻ, những năm trở lại đây, mặt hàng này đang rất được ưa chuộng vì độ an toàn, tinh khiết do được sản xuất theo tiêu chuẩn khép kín nên không có tạp chất. Vì vậy, sản lượng tiêu thụ cao. Không chỉ chuẩn bị nguồn hàng cho các tuần lễ nông sản, gia đình chị Hương cũng đã bắt đầu sản xuất nguồn hàng phục vụ cho người tiêu dùng dịp cuối năm. Những dịp gần Tết thì cái tiêu thụ hàng trà bao giờ là cũng nhiều hơn. Thứ nhất là nhu cầu của người dân, người ta có thể thứ nhất là mua về sử dụng trong gia đình vào những ngày Tết. Thứ hai là có thể mua làm quà biếu tặng cho những người thân. Nên mình cũng có chuẩn bị ví dụ về các cái lượng trà từ ngay từ bây giờ, chứ không phải là đến đợi 1-2 tháng nữa mình mới chuẩn bị cho Tết. Còn đây là gian hàng chuyên bán đặc sản của Hải Phòng như nước mắm, miến, mì. Các sản phẩm này đều đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Thường xuyên tham gia các hoạt động giới thiệu xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, nên gian hàng này luôn có một lượng khách hàng quen thuộc. Cuối năm thì là doanh nghiệp chúng tôi là chuẩn bị là cứ sẵn sàng năm ngoái như là không đủ cung cấp đâu. Ví dụ như miến, miếng, thế mì không đủ. Thế năm nay là chắc là đó là đầu tư và chuẩn bị sẵn. Nó dư ra để nhiều hơn năm ngoái ở bán nó không đủ cung cấp. Không chỉ các doanh nghiệp và chủ thể sản xuất tích cực chuẩn bị nguồn hàng, mà ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội cũng rất quan tâm và sát sao trong việc rà soát, chuẩn bị nguồn hàng chất lượng, đảm bảo nguồn cung cho các tuần lễ nông sản cũng như dịp mua sắm cuối năm. Thì có thể nói đến thời điểm này nó bắt đầu là đến thời điểm của giữa năm rồi. Thì các sở ngành của thành phố, đặc biệt sở nông nghiệp cũng đang rà soát lại vấn đề tổ chức sản xuất cái vụ mùa cũng như chuẩn bị cho vụ đông. Là những sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn, sản phẩm chế biến để phục vụ cho sản xuất. Hiện các đơn vị trực thuộc của thành phố cũng đang rà soát nội dung để gọi là đúng cái dịp Tết là hoàn toàn đáp ứng đủ cái nông sản thực phẩm cũng như sản phẩm OCOP, sản phẩm chất lượng cao để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của thủ đô, không bị tình trạng là đang nói nó thiếu cung. Với những tín hiệu phục hồi kinh tế khả quan, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng cao, các chủ thể sản phẩm OCOP cần có sự đầu tư bài bản, cải tiến chất lượng, mẫu mã cũng như đảm bảo sẵn sàng sản lượng để phục vụ nhu cầu thị trường tiêu dùng những tháng cuối năm. Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo về công nghệ số trong nông nghiệp, mới đây lần đầu tiên UNDP và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã giới thiệu mô hình truy xuất nguồn gốc điện tử để theo dõi xuất xứ và dấu chân carbon của từng trái thanh long. Với hệ thống này, người tiêu dùng trong nước và quốc tế khi mua hoặc nhập khẩu thanh long từ vùng sản xuất trọng điểm Bình Thuận, Việt Nam giờ có thể quét mã QR để truy xuất nguồn gốc trái cây và mức độ thực hành xanh hoặc thân thiện với môi trường được áp dụng để sản xuất ra trái cây này một cách minh bạch nhất. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, đây là một công cụ quan trọng để các nhà sản xuất và doanh nghiệp địa phương tại Việt Nam theo dõi và quản lý mức độ phát thải khí nhà kính của chuỗi cung ứng và tránh những rào cản không cần thiết khi xuất khẩu sang các thị trường giá trị cao, thường là nơi đang tiến hành áp dụng cơ chế điều chỉnh carbon qua biên giới. Thưa quý vị, là năm ngoái, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã thử nghiệm xuất khẩu gần 1 tấn trái nhãn sang Thái Lan và nhận hưởng ứng rất lớn từ người tiêu dùng của quốc gia này. Tại tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan năm nay kéo dài từ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 20 tháng 8, trái nhãn Việt đang nhận được nhiều cảm tình của người tiêu dùng xứ Chùa Vàng với giá bán khoảng 230.000 đồng 1 kg. Dự kiến có khoảng 2,3 tấn nhãn đến từ vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam sẽ được tiêu thụ trên hệ thống siêu thị này với giá bán khuyến mãi hấp dẫn là 259 bạt trên 500 gram, giảm giá chỉ còn 169 bạt 500 gram, tức là khoảng 230.000 đồng 1 kg. Năm nay, tập đoàn Central Retail Việt Nam tiếp tục tăng lượng xuất khẩu nhãn sang Thái Lan gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Tập đoàn này cũng dự kiến xuất khẩu nhãn Việt sang Thái Lan sẽ tăng trưởng đều đặn qua từng năm. Trước đó, vào giữa tháng 7 năm nay, Central Retail Việt Nam đã phối hợp cùng với đối tác thực hiện xuất khẩu chính ngạch 3 tấn vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang sang thị trường Thái Lan.
Nửa đầu năm 2023, đơn hàng xuất khẩu của ngành gỗ đã sụt giảm. Thống kê từ Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy giá trị xuất khẩu lâm sản 6 tháng đầu năm ước đạt 6,42 tỷ đô la Mỹ, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Để kích cầu, hai bộ và năm hiệp hội gỗ lớn đang chuẩn bị cho hội chợ lớn nhất trong lịch sử ngành gỗ Việt Nam, trong đó có hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam ASEAN lần thứ 1 VIVA ASEAN năm 2023. Sự kiện này sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 8 cho tới ngày 1 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bị tác động tiêu cực sau đại dịch COVID-19 đến xung đột quân sự tại châu Âu và lạm phát ở nhiều nền kinh tế, nhu cầu đối với hàng tiêu dùng không thiết yếu bị giảm sút rất mạnh. Gỗ, nội thất, thủ công mỹ nghệ là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề. Đáng chú ý nhất là nhu cầu của Mỹ, thị trường xuất khẩu trọng điểm chiếm khoảng 60% kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam đã giảm sâu trong thời gian dài. Thống kê 7 tháng qua, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ mới chỉ đạt 7,1 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Chính vì vậy, lúc này các doanh nghiệp đang tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Trước đây là ví dụ như là thị trường châu Á là chưa có nhiều, thì chúng tôi giờ đang đẩy mạnh để quảng bá lên cái thị trường châu Á. Vì là châu Á bây giờ rất là tiềm năng. Có sự gia tăng về nhu cầu ở thị trường Anh, của thị trường Brazil, Mexico, thì đó mỗi thị trường sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Vậy thì ở góc độ của nhà doanh nghiệp Việt Nam, họ phải hiểu rõ mỗi thị trường họ có sẽ có nhu cầu cụ thể về mặt hàng nào, sản phẩm chất liệu như thế nào, hoặc là những cái sản phẩm tập trung cho cái ngành hàng nào. Với chủ đề nơi hội tụ tinh hoa nội thất Đông Nam Á, VIVA ASEAN 2023 quy tụ nhiều nhà sản xuất và chế biến đồ gỗ, mỹ nghệ uy tín tại nhiều tỉnh thành trên cả nước và các quốc gia vùng lãnh thổ như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hà Lan, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan. Đặc biệt, dù được tổ chức lần đầu tiên trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng sự kiện đã thu hút gần 200 doanh nghiệp với quy mô 600 gian hàng tham gia trưng bày và hơn 2.000 khách quốc tế đăng ký tham quan. Mục đích là chúng ta làm sao là chúng ta không quá lệ thuộc về cái thị trường truyền thống. Xưa nay cái thị trường Mỹ là chiếm hơn 60% cái xuất khẩu của mình. Không, châu Âu cũng chiếm một cái thị trường khá lớn. Cho nên tụi tôi chính cái hội chợ này hy vọng là chúng ta sẽ khai thác thêm những cái thị trường khác như thị trường Trung Đông, thị trường Nam Á, thị trường Nam Mỹ. Với sự đa dạng và phong phú của các gian hàng, hội chợ được kỳ vọng sẽ là một sự kiện xúc tiến thương mại đồ gỗ nội ngoại thất quan trọng, mang lại nhiều đơn hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ và mỹ nghệ trong tình hình khó khăn như hiện nay. Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mới đây đoàn công tác liên ngành của Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Long An và Tiền Giang về công tác phòng chống sạt lở. Qua khảo sát kiểm tra thực tế 11 khu vực sạt lở bờ sông bờ biển tại các địa phương trên, đoàn công tác thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho xử lý khẩn cấp 6 khu vực sạt lở nghiêm trọng gồm: điểm sạt lở bờ sông Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang; điểm sạt lở bờ biển xã Hiệp Thạnh, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; dự án phòng chống xâm thực sói lở bờ biển huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre; dự án xử lý sạt lở bờ sông Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc; và dự án kè chống sạt lở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; dự án sói lở bờ biển Gò Công, đoạn từ cầu Rạch Bùn đến Đèn Đỏ, tỉnh Tiền Giang. Theo đó, các tỉnh phải cam kết chủ động dùng nguồn ngân sách địa phương để hợp vốn, lập dự án khẩn cấp. Sau khi rà soát, ngoài nguồn vốn Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đề xuất, đoàn công tác sẽ đề nghị Thủ tướng sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau.